Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố gồm các ông bà Đoàn Duy Tân, Nguyễn Lê Mậu Cường, Trương Minh Hải đã có buổi tiếp xúc cử tri phường An Khê, quận Thanh Khê. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo một số nội dung, chương trình và những vấn đề liên quan đến kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ hai. Sau khi nghe báo cáo, cử tri phường An Khê đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc mở rộng thiết chế văn hóa, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Cử tri cũng phản ánh cần nâng cấp cải tạo nhà vệ sinh tại một số trường học trên địa bàn phường đã xuống cấp để chuẩn bị đón học sinh đi học lại. Một số cử tri kiến nghị cần rà soát lại chính sách thi đua khen thưởng cho cán bộ quân đội về hưu để kịp thời động viên các trường hợp đã lớn tuổi. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận các ý kiến của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp và gửi các cấp có thẩm quyền để sớm có phản hồi đến bà con nhân dân trong thời gian đến.